Hello, xin chào mọi người. Chào mừng quay trở lại video của Chuyên Mobile. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 2020. Em lại lên một video nữa giới thiệu cho tất cả mọi người những sản phẩm mà có tại cửa hàng bên em mọi người nhé. Ok, thì ngày hôm nay thì em về được thêm những sản phẩm có giá trị từ 400.000 tới 7 triệu đồng mọi người nhé. Hôm nay thì về được một số sản phẩm giá 800.000 như là S4 này, rồi là Note 2, S5 thì hôm nay về được máy đẹp một chút thì có giá từ 950.000 đến 1 triệu. Và Galaxy Note 3, rồi là Galaxy Note 9, Note FE, rồi là A8, Samsung Z600 này, rồi là V Smart, Android 1 cộng và iPhone 5S, iPhone 6 mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ xin giới thiệu chi tiết hơn những sản phẩm ngày hôm nay có tại cửa hàng bên mình. Ok, thì sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 ngày hôm nay mình có chiếc này là chiếc màu tím mọi người nhé. Chiếc màu tím này, bản Hàn Quốc, đã nâng lên 2 SIM mọi người nhé. Hình thức bên ngoài tổng thể thì viền đang còn rất là đẹp này, không cấn móp gì mọi người nhé. Không cấn móp gì cả. Màu tím này. Màn hình phía trước thì có một vết xước rất là nhẹ thôi. Còn đâu là màn hình đẹp không am ố mọi người nhé. Đây, màn hình đẹp không am ố gì này, Galaxy Note 9 mọi người nhé. Đấy, mình đã nói qua được cái phần ngoại hình và cái phần màn hình đẹp mọi người nhé. Rồi tiếp đến là camera này. Camera trước sau này rất là nét mọi người nhé. Chụp Galaxy Note 9 rất là đẹp. Bởi vì là camera sau là camera kép này, góc rộng góc hẹp này, vân tay đằng sau lưng mọi người nhé. Chiếc máy Galaxy Note 9 này thì nó có cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 128GB mọi người nhé. Đó, RAM 6GB, bộ nhớ 128 này. Đấy, máy thì đã được lên 2 SIM sẵn sàng rồi mọi người nhé. Galaxy Note 9 này, 2 SIM này. Khi mua chiếc Galaxy 9 thì máy sẽ hỗ trợ luôn cái cây bút F Pen ở đây mọi người nhé. Cái bút F Pen này mà mọi người có thể ghi chép mọi thứ bằng chiếc bút này, rất là thần thánh. Bởi vì là mọi người hâm mộ chiếc Galaxy Note 9 này thì nó có cái bút mọi người nhé, rất là nhiều người yêu thích này, ghi chép dòng nốt. Ok, đi sản phẩm Galaxy Note 9, máy màu tím, bản Hàn Quốc đẹp keng, máy nguyên zin nguyên bản thì mình đang bán tại cửa hàng nhà mình là 6.900.000 đồng thôi mọi người nhé. Mọi người nhanh tay alo cho mình qua số điện thoại là 0358479029, Zalo là 0979622994 để đặt hàng sản phẩm này mọi người nhé. Mình có hỗ trợ ship toàn quốc và bảo hành 3 tháng, tặng bộ sạc cáp zin cho anh em, tặng cả ốp lưng mọi người nhé. Anh em thích sản phẩm nào thì alo ngay cho mình đặt hàng, mình bao ship toàn quốc. Rồi ok, tiếp theo là một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm Galaxy Note FE. Note FE ngày hôm nay mình có trên tay đây là bản màu đen. Nói về hình thức thì viền tổng thể đẹp mọi người nhé, không cấn móp gì, tất nhiên là có sức nhẹ là có rồi. Kính trước này cũng rất là đẹp mọi người nhé. Chiếc Galaxy Note 7 này thì máy có hỗ trợ vân tay. Màn hình đẹp này, không am ố gì mọi người nhé. Galaxy Note FE này, FE Fan Edition, chiếc này bản công ty 2 SIM mọi người nhé. 2 SIM. Về máy ảnh này, máy ảnh sau này, máy ảnh trước này. Ok, rất là nét. Rồi, chiếc Note FE này cũng là một chiếc Note, cho nên là nó sẽ có cái bút để mình ghi chép ở ngoài này mọi người nhé. Bút S Pen. Đó. Chiếc này màu đen, hình thức được khoảng 95%. Hiện tại thì máy đang lỗi một chức năng, đó là xoay màn hình. Chiếc máy này chỉ lỗi gọi là cảm biến tiệm cận và không thể xoay theo hướng dọc này được mọi người nhé. Còn đâu là các chức năng ok hết, nghe gọi vào mạng wifi ok hết nhé. Duy nhất là cảm biến tiệm cận, có nghĩa là anh em nghe gọi cho vào tai thì cảm biến nó sẽ không tắt nhé. Anh em dùng nút nguồn thì nó sẽ tắt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó lỗi cảm biến. Lỗi cảm biến này thì mình bán rẻ thôi. Anh em về thì có thể mang ra cửa hàng fix lại, hoặc là cứ để thế dùng vẫn rất là ok nhé. Máy này mình ngoài chức năng là lỗi ra thì mình bảo hành 3 tháng cho những lỗi còn lại cho anh em. Nếu máy có lỗi gì phát sinh thì mình sẽ bảo hành trong 3 tháng. Bây giá sản phẩm này là 2.400.000 đồng. Cấu hình của chiếc Note FE này là RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy 2 SIM anh em nhé. Anh em yêu thích chiếc Note FE bản công ty này, lỗi cảm biến tiệm cận và cảm biến xoay thì alo cho mình sớm nhất đặt hàng nhé. 2.400.000 đồng, tặng bộ sạc cáp và bảo hành 3 tháng.
Rồi tiếp theo là sản phẩm nữa là sản phẩm A8 2018. Hôm nay về được một chiếc A8 2018, máy màu xanh coban rất là đẹp anh em nhé. Máy nguyên zin nguyên áp suất, viền gold rất là đẹp anh em này. Viền gold đẹp nhé. Chiếc này thì hiện tại mình đang bán tại cửa hàng nhà mình là 2.500.000 đồng. Bảo hành 3 tháng tặng bộ sạc cáp zin. Máy này còn nguyên áp suất mọi người nhé. Cấu hình của chiếc A8 2018 là RAM 4 bộ nhớ 32GB. Cam trước là cam kép này, cam sau cũng rất là nét anh em nhé. Cam trước là có 2 mắt luôn anh em nhé. Máy rất là nhỏ gọn và chống nước này. Cổng sạc Type-C. Chiếc này bán ra 2.500.000 đồng. Có bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp zin anh em nhé. Số điện thoại liên lạc là 0358479029, Zalo 0979622994. Đường link Facebook thì mình đã đặt ở phần mô tả video. Còn địa chỉ cửa hàng tại số nhà 103 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh em có thể qua trực tiếp để test hàng, kiểm tra hàng. Có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ chuyển phát nhanh, ship code cho anh em ở xa được kiểm tra hàng trước khi thanh toán mọi người nhé. Mọi người mua hàng thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0358479029 để biết thêm chi tiết cũng như là cái giá cả cụ thể của từng chiếc máy một. Rồi, mọi người ship video thì đừng quên bấm đăng ký kênh này, bấm chuông để ủng hộ mình cũng như là để nhận được video sớm nhất từ bên cửa hàng nhà mình đăng mọi người nhé. Rồi, chiếc A8 2018 này có giá là 2.500.000 đồng, máy tổng thể đẹp được 98-99%. Anh em nào yêu thích sản phẩm A530 này thì alo cho mình nhé. Tính năng nổi bật là máy có hỗ trợ chống nước này, vân tay đằng sau lưng, camera trước sau rất là nét. Máy nguyên khối anh em nhé, nguyên khối. Rồi tiếp theo là một chiếc nữa là một chiếc Samsung J600. Con này là J600 là bản công ty 2 SIM mọi người nhé. Chiếc này máy màu gold này, tổng thể thì viền có vết sức nhẹ thôi. Còn đâu là lưng này, cũng rất là đẹp này, phía phẩy này. Máy nguyên zin anh em nhé, cũng hỗ trợ vân tay này, camera trước sau này, đầy đủ. Máy AMOLED này, màn hình rất là đẹp luôn. Chiếc này cấu hình là RAM 3 bộ nhớ 32GB, hỗ trợ 2 SIM. Mình bán cho anh em là 1.700.000 đồng, tặng bộ sạc cáp zin và bảo hành 3 tháng. Anh em ưng sản phẩm Samsung J600 bản công ty 2 SIM này thì nhanh tay alo cho mình nha. Rồi tiếp theo là một chiếc điện thoại nữa là chiếc điện thoại V-Smart. V-Smart này là chiếc V-Smart Joy 1+, máy bản công ty, chính hãng 2 SIM anh em nhé. Máy hiện tại đang còn bảo hành đến hết năm nay. Chiếc máy này thiết kế thì với màn hình tai thỏ rất là đẹp mắt. Màn hình tai thỏ khuyết hai bên như iPhone X mọi người nhé. Máy cấu hình RAM 3 bộ nhớ 32GB. Camera trước sau cũng rất là ưng mắt này mọi người này. Để mình thử chụp nhé, đây là cam trước mọi người nhé. Để mình sẽ xoay sang cam sau. Đó, đây là cam sau rất là nét anh em nhé. Rồi chiếc máy màn hình lớn 2 SIM 2 sóng, V-Smart Joy 1+, có hỗ trợ vân tay đằng sau lưng và camera sau là camera kép anh em nhé. Chiếc máy này thì mình bán với giá là 1.500.000 đồng. Anh em nào ưng ý sản phẩm này về để chạy Grab này, để xem phim nghe nhạc, với giá thành thì rất là ok, cấu hình thì rất cao. Anh em lựa chọn sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp để đặt hàng qua số điện thoại 0358479029, Zalo là 0979622994 anh em nhé. Anh em nhanh tay alo cho mình, cũng như là bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận video sớm nhất từ bên mình mọi người nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc máy iPhone 5S. iPhone 5S ngày hôm nay mình có trên tay đây là bản công ty quốc tế 2 SIM mọi người nhé. iPhone 5S 32GB, bộ nhớ lưu trữ trong là 32GB, máy quốc tế. Đó, iPhone 5S anh em nhé, 32GB, vân tay đầy đủ. Đây mình thử vân tay nghe xem nhé. Máy còn nguyên tay vân tay anh em nhé. Máy cam kết cho anh em là màn hình zin và main zin. Đó, cam trước cam sau ok hết nhé. Chiếc máy này màu đen nhưng mà đã được chủ của nó thay bằng một chiếc vỏ vàng, đã độn màu vàng anh em nhé. Nên là anh em về dùng thì vỏ nó cũng có xước sát nhẹ này. Bởi vì là máy dùng qua một gian cũng khá dài rồi. Có đâu là các chức năng ok hết. Mình bảo hành cho anh em 3 tháng, một đổi một. Anh em này yêu thích sản phẩm iPhone 5 quốc tế 32GB vân tay đầy đủ này với giá là 950.000 đồng thì nhanh tay alo cho mình đặt hàng sớm nhất mọi người nhé. iPhone 5S bản quốc tế 32GB 950.000 đồng. Rồi tiếp theo là sản phẩm iPhone 6. Chiếc iPhone 6 ngày hôm nay là iPhone 6 lock màu đen anh em nhé. Màu đen, máy 16GB này, hình thức vỏ thì được khoảng độ 90%, camera trước sau ok hết, máy vân tay đầy đủ anh em nhé. iPhone 6 này, con này là bản lock 16GB, mình bán cực kỳ rẻ cho anh em thôi. Máy iPhone 6 lock anh em nhé. Đây, chiếc này 16GB này.
Vật này đầy đủ mình bán là 1.200.000 đồng anh em nhé. iPhone 6 1.200.000 đồng. Anh em nào yêu thích sản phẩm iPhone 6 này thì alo cho mình sớm nhất để đặt hàng nhé. Rồi tiếp theo là một sản phẩm có giá là 350.000 đồng. Đó chính là sản phẩm Samsung. Con này là Samsung gì nhỉ? Để mình kiểm tra nhé. À, chiếc này mình bán là 350.000 đồng anh em nhé. Grand 2 này, Grand 2. Cấu hình là RAM 2, bộ nhớ 16GB. Máy 2 SIM anh em nhé. RAM 2, bộ nhớ 16GB, máy 2 SIM. Bị nứt kính đây, mình bán là 350.000 đồng. Anh em này yêu thích sản phẩm này thì alo sớm nhất cho mình để đặt hàng nhé. Máy 2 SIM, máy 6 bản công ty Nguyên Di này. Rồi mình để lại đây chiếc máy có giá là 350.000 đồng. Anh em nào yêu thích sản phẩm này thì alo cho mình, bảo hành 3 tháng và miễn phí tiền ship anh em nhé. Rồi tiếp theo là sản phẩm Galaxy Note 3. Sản phẩm Galaxy Note 3 thì hôm nay mình còn duy nhất một cây. Máy bản Hàn anh em nhé. Màu gold này. Tổng thể thì máy còn đẹp, nguyên zin, nguyên bản hết này anh em nhé. Máy Note 3 mình nguyên zin nhé. Màu gold. Note 3 thì có cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32GB anh em nhé. Đó. Máy đang chạy Android 5 chấm này. Android 5.0 anh em nhé. Galaxy Note 3 này. Camera trước sau cho anh em xem nhé. Camera sau này cũng rất là nét anh em nhé. Mình chuyển sang camera trước này. Đó. Note 3 cũng có một cái chiếc bút S Pen anh em nhé. Để ghi chép này. Máy bản Hàn Quốc này. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Có hỗ trợ mạng 4G anh em nhé. Hình thức thì được khoảng độ 85%. Viền viết thì có cấn nhẹ theo thời gian, bởi vì nó là viền nhựa anh em nhé. Đó, chiếc Galaxy Note 3 bản Hàn Quốc, máy nguyên zin 100%, màn hình đẹp. Này thì mình bán là 1.100.000 đồng. Anh em này yêu thích sản phẩm Galaxy Note 3 1.100.000 đồng thì nhanh tay alo cho mình sớm nhất để đặt hàng nhé. 035 847 9029. Rồi tiếp theo là Galaxy S4. Galaxy S4 hôm nay thì về được đúng một cây màu trắng anh em nhé. Để xem cấu hình nào. Cấu hình thì RAM 2 rồi. Bộ nhớ nè. Bộ nhớ 32GB anh em nhé. Galaxy S4 RAM 2, bộ nhớ 32GB. Camera trước sau rất là đẹp này. Đó, cắm sau nhé. Cắm trước này. Rồi, chiếc máy thì hình thức rất là đẹp anh em nhé. Đây, quay kỹ cho anh em xem thật kỹ chiếc Galaxy S4 bản Hàn Quốc nhé. RAM 2, bộ nhớ 32GB này. Máy hỗ trợ một SIM một thẻ nhớ anh em nhé. Máy nguyên zin hết này. S4 này thì mình bán là 800.000 đồng. Anh em nào yêu thích sản phẩm Galaxy S4 hình thức đẹp màu trắng này thì alo sớm nhất để đặt hàng nhé. Duy nhất một cây, giá 800.000 thôi. Nhanh tay liên hệ cho mình nhé. Rồi tiếp theo là Galaxy Note 2. Galaxy Note 2 hôm nay mình về được 3 chiếc anh em nhé. Về được 3 chiếc này. 2 chiếc trắng và 1 chiếc đen. Máy màn hình rất là lớn nhé. Để mình xem cấu hình Galaxy Note 2 nào. Galaxy Note 2 thì cũng có cấu hình là RAM 2. Để mình coi nhé. RAM này. RAM 2GB. Bộ nhớ. Mình nghĩ là Note 2 này thì cũng bộ nhớ 16 thôi anh em ạ. Nhưng để mình mở lại cho cẩn thận nhé. Màn hình Super AMOLED thực sự là nhìn rất là đẹp. À, chiếc Galaxy Note 2 này bản Hàn Quốc anh em nhé. Một SIM cũng RAM 2, bộ nhớ 32GB này. Máy màn hình rất là lớn anh em nhé. Màn hình rất là lớn này. Người già này, trẻ nhỏ xem phim, xem YouTube mượt mà luôn nhá. Máy một SIM một thẻ nhớ này. Có cả bút để anh em ghi chép luôn. Đây, mình bán đồng giá với Galaxy S4 là 800.000 anh em nhé. Galaxy Note 2 hình thức còn rất là đẹp này. Đây viền này, tổng thể nhá. Máy rất là giữ gìn này anh em nhé. Có 3 chiếc nhá, 2 chiếc màu trắng và 1 chiếc màu đen. Bán đồng giá cho anh em là 800.000 đồng. Anh em yêu thích sản phẩm màu nào thì alo nhanh tay để đặt hàng nhá. Ok, hết Note 2 rồi thì bây giờ mình sẽ nói đến S5. S5 thì ngày hôm nay về được 2 cây anh em nhá. 2 cây rất là đẹp này. Máy màu gold luôn. Một chiếc màu gold và một chiếc màu trắng anh em nhá. Chiếc màu gold này thì RAM 3 anh em nhá. Chiếc màu gold này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy S5 thì có hỗ trợ vân tay ở đây anh em nhá. Camera này, camera sau này, camera trước anh em nhá. Rất là đẹp này. Chiếc này RAM 3, bộ nhớ 32GB, hình thức viền, nắp lưng cũng rất là đẹp anh em nhé. Rất là đẹp này. Chiếc này thì mình bán với giá là 1 triệu. S5 này thì mình bán 1 triệu anh em nhé. Bản RAM 3, bộ nhớ 32GB mình bán 1 triệu. Còn chiếc này RAM 2, bộ nhớ 32GB này.
cũng rất là đẹp anh em nhé. Mình bán là 950.000 đồng. Anh em nào yêu thích sản phẩm nào thì alo cho mình sớm nhất để đặt hàng nhé. Có hai chiếc, một chiếc RAM 3 thì là 1 triệu, chiếc này RAM 2 bộ nhớ 32GB cũng rất là đẹp này, mình bán là 950.000 đồng. Rồi ok, thì ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu hết sản phẩm ở có tại video này rồi. Thì anh em muốn mình nhập thêm những sản phẩm nào nữa thì hãy comment bên dưới giúp mình và đóng góp cho mình thêm những ý kiến để mình phát triển một cái event tặng quà cho mọi người ở video tiếp theo. Thì mọi người xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh này, bấm chuông để nhận video mới nhất cũng như là ủng hộ kênh của mình mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh này, chia sẻ kênh giúp mình mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.